OK, vào bài học hôm nay thì đầu tiên anh em phải tải hai ứng dụng này cho mình nhá. Đó chính là loại bỏ giọng nói. OK. Đấy, thì nó là cái ứng dụng này nhá. Anh em tải ứng dụng soạn nhạc này về cho mình. Rồi tiếp theo là đến một cái để đo tempo đó, gọi là DJ mic đi. OK, nó chính là cái này nhá, cái này để đo tempo nhá. Rồi, khi mà tải được hai cái đấy rồi thì hôm nay mình sẽ làm một bài nhạc. Mình lên YouTube đi. Mình làm bài là anh. OK, mình chọn bài là anh này. Đó là mình bấm vào nó nghe thử. Quảng cáo. OK, đó là mình bấm vào mục chia sẻ, mình bấm sao chép liên kết. Sau đó là mình lên Google, bạn ghi cho mình là i2 mate, i2 mate, mình bấm giữ màn hình mình dán ra, rồi sau mình bấm sang cái mục là audio, bấm tải về. OK, bấm đóng đi á, lock đi á, tạm bấm tải về này. OK, đã bắt đầu tải về đấy. OK, đợi nó tải xong á. Rồi OK, khi của mình nó tải xong rồi ấy thì mình mở cái ứng dụng loại bỏ giọng nói này lên. Đợi nó mở đã nha. Rồi các bạn bấm thêm vào cho mình. Bấm ứng dụng tệp. Mình sẽ chọn đến cái mục gần đây đi. Gần đây là mục download. Đâu nhỉ? Bản tải xuống nè. Đây, mình vừa tải vocal về đấy. Thì nó ở trong cái mục download. Đấy, mình bấm gửi, tải lên để cho loát. Rồi, và đợi nó để cho nó loại bỏ giọng nói rồi. Đấy, nó đang xử lý, đợi nó tí. Rồi, khi nó xử lý xong ấy, mình sẽ bấm vào cái vocal của là anh. Đấy, mình nghe lên. Rồi nó có nhạc đúng không? Mình sẽ tắt hết cái này đi. Đấy, mình vuốt về không hết đi. Mình để nguyên một cái trên này thôi. Ấm áp nắng sớm, dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi. OK, như vậy là được. Mình sẽ bấm vào đây. Sau đó là mình bấm xuất ra. Mình chọn lưu về thiết bị. Mình chọn các đoạn nhạc riêng. Xong mình bấm lưu. OK, đợi nó lưu. OK, nó báo đã lưu nội dung về thiết bị. Đã lưu về thiết bị rồi. Sau đó là các bạn mở nó lên, các bạn vào Facebook của mình, các bạn Hoàng Tụng ra mic nha, các bạn kéo xuống cái phần dưới, các bạn chọn bộ Samler, các bạn download bộ Samler về cho mình nhá. Đấy, bấm cái link đấy, mình sẽ ghim ở Facebook mình nha. Sau đó là bấm vào tải xuống thôi, vẫn tải xuống. OK, rồi để nó sang một trang. OK, nó ra trang như này, mình bấm download. Rồi, OK, đang bắt đầu tải về. Đợi nó tải về đã. Rồi thì OK, mình tải Samler xong, mình sẽ mở cái ứng dụng đo tempo lên nha. Nó tên là DJ Mix. Mình mở lên. OK, nó đang mở. Sau đó là mình bấm vào cái cộng này này. Đấy, cộng nhạc, mình bấm download. Mình chọn vocal là anh. Cái vocal này là mình chọn nhầm là nó có nhạc rồi. Mình vừa tải thêm một cái vocal mà mình vừa tách rồi cơ. Mình xem lại nó cái phần nào đấy. Audio nè. Thương thì không. OK, để mình xem lại á. OK, mình đã thấy nó ở trong cái phần này rồi. Mình bấm vào nó. Mình nghe là nó không có nhạc nha. Thì là mấy đó là đúng nhá. Ta thề nguyện qua rồi. Hôm đi ngàn năm về sau mình vẫn. OK, thì là cái tempo của nó là một, nó tên là BPM 179.5. Còn ông nào chưa biết đo tempo ấy, tôi có thể đo giúp cho nha. OK, cái bài tempo bài này là 179.5. Rồi, mình nhớ không lầm là 179.5. Mình mở FL Studio Mobile lên. OK, đợi mở ứng dụng đã. Xong rồi nó mở được lên như này. Mình bấm nốt no, mình bấm name empty,
continue. Xong mình bấm cái chữ tempo này, 40 này. 179.5 đúng không? Thì mình sẽ chọn là 170, bấm ok. Sau đó là mình bấm vào 170 này. Mình chỉnh nó lên 179.5. Để 179.5 rồi mình để như này, mình có dấu x đây. Mình bấm vào dấu x. Rồi. Sau đó là mình bấm vào cái quả này này. Mình bấm import. Để mình thêm cái sampler mình vừa tải về ấy. Đây, cái mục download bộ sampler đây nó ghi như này đây. Mình sẽ bấm vào nó. Mình vừa download về xong. Đấy, mình bấm để thêm sampler. Mình làm. Mình bấm ok. Rồi, như vậy đã thêm được sampler. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Mình sẽ bấm dấu cộng. Mình chọn audio clip, mình chọn my file, mình chọn middle room. Hay là mục nào đấy, mình bấm mi sampler nhá, đúng không? Nó chuyển vào cái mục mi sampler đấy, mình bấm import mi sampler. Để mình chút. Bởi vì mình thêm thì nó vẫn chưa có, bởi vì ấy, mình bấm lại mục download đi, bộ sampler. Mình giải lén nó ra đã. Các ông cứ làm sao mà cho được bộ sampler vào trong FL là được. Tôi đang không biết là xong mục nào đây. Ok. Rồi, mình có bộ sampler thành công. Giải lén xong nó là một bộ sampler. Mình bấm đây. Sampler là khang đẹp dai. Mình bấm di chuyển. Tôi lưu ở trong cái phần này. Tôi lưu ở trong FL này. Middle room đi. Ok, chuyển đến đây. Xong rồi mình chuyển nốt cái vocal vừa nãy mình tải về nhá. Cái vocal tách rồi ấy. Đấy, mình bấm di chuyển. Mình chuyển nút nó đấy. Để tí mình vào FL mình thêm. Rồi mình quay lại FL Studio Mobile. Mình bấm dấu cộng. Chọn audio clip, my file, middle room. Mình vừa chuyển cái bộ sampler vào đấy. Mình sẽ chọn tiếng kích. Đấy, có chữ kích này. Đấy, ok. Sau đó là mình copy. Cứ dán thôi. Cho sát vào tí nữa này. Đấy, mình để này. Đấy, mình đang để chế độ tempo cao nên là nó phải kêu như thế nha. Nhìn rõ nha. Đấy, nhìn nha này. Đấy. Ok, mình cứ copy rồi. Mình dán cho dòng đến dòng số 8 nha. Rồi. Rồi nó thừa được 4 cái kích này. Mình giữ ô vuông này. Thả vào đây, delete. Ok, viết đến xong số 8 này, của số 8 này. Như vậy là được. Mình viết đến xong số 8 ấy, mình để cho kích nó chạy, nó tự chạy lại từ đầu là được nha. Đấy, như vậy là được nha. Ok, sau đó mình bấm dấu cộng. Audio clip, my file, middle room. Chọn xăm vào bộ xăm lơ, mình chọn cái tiếng clap. Ok, mình chọn tiếng clap này. Sau đó là mình di chuyển ra như này nha. Nghe tiếng nha. Ok, bấm copy clap, mình dán sang đây. Nhìn nó như này này. Đấy, thì mình cho gọn là như này để cho nhìn nó dễ. Một kích, một clap, cách một kích, lại một clap. Nghe như này. Đấy, bục chác, xong mình lại giữ đây, mình copy, dán sang bên này. Vẫn như vậy thôi, mình cứ dán như thế. Xong giữ ô vuông, copy đây, mình lại dán như vậy. Nghe như này nha. Rồi, mình dán nốt. Rồi, để sang cái phần này mình xóa hai cái clap dư ở đây đi nhá. Delete này. Mình chỉ dư hai clap đến dọc đầu số 9 này thôi. Đấy, xong nó tự chạy lại đầu là được nhá. Giữ ô vuông này. Thả vào đây, bấm copy. Mình lại đến cái đầu số 9 này. Mình giữ vào trên cái kích ô vuông, mình bấm paste. Như vậy là được một khuôn nhạc kích và clap. Rồi tiếp theo là đến bấm dấu cộng. Mình thêm vocal, audio clip, my file, middle room, sampler. Ở đâu? Nhầm, cái mục đây. Mình vừa thêm vocal, mình chọn vocal. Sau đó mình bấm vào cái vocal. Thêm như vậy rồi nha, mình bấm vocal. Có mũi tên đây. Mình bấm chữ sin. Rồi, mình bấm tạm ra cái ngoài này. Rồi. Xong rồi mình chọn vào cái 179 đây. Anh em thích nghe nhạc 140 hay là 135 tùy anh em. Tôi chọn 140 đi. Đấy.
Ok, như vậy là được. Xong mình dầu x. Rồi, mình để như vậy đã. Đợi cái vocal loát. Hôm nay chúng ta làm bài là anh, thì mình sẽ ghi là hợp âm là anh. Đấy. Ok, sau đó là mình bấm vào cái hợp âm là anh. Thì đầu tiên nó là ra là cùng bên nhau mai sau là điều ước muốn lớn nhất. Thì là hợp âm của bài này, nó là chữ C đầu tiên. Thì mình sẽ tìm đâu là chữ cùng. Chữ cùng đúng không? Chữ cùng là trùng với tiếng kích đầu tiên. Đấy, nó có chữ C đầu tiên này này. Thì là chữ cùng. Cùng mình vào FL này. Mình bấm vào vocal. Mình có trắng ở đây này. Cho dịch nó ra để làm cho dễ. Rồi, mình di chuyển vocal ra đây. Mình tìm chữ cùng đâu? Cùng. Đấy. Cùng. Đấy, chữ cùng đúng không? Mình cho chữ cùng đúng hẳn vào cái tiếng kích này cho tôi. Cùng mấy, cùng mấy, cùng mấy nhớ mai sau. Rồi, mình bấm vocal, mình có trắng ở đây. Trắng này này. Cho dịch hẳn vào như này đi. Đừng có che mất chữ cùng nhá. Nghe chữ cùng đâu, cùng phải trùng. Trùng với tiếng kích đầu tiên. Cùng mấy, cùng mấy. Cùng cái là ức ấy. Cùng mấy. Đấy, mình cho dịch ra, cho chữ cùng cho nét. Cùng mấy, cùng mấy. Đấy. Cùng mấy, cùng mấy nhớ. Cùng mấy nhớ mai sau là điều. Nghe rất là chậm mà thế này thế kia đúng không? Rồi, mình bấm vocal. Mình có trắng ở trên này, cái trắng ở trên nhá. Mình kéo dịch nó về. Đấy, cứ kéo đi. Rồi, sau đó mình bấm vocal. Mình có cái trắng ở dưới này này. Đấy, mình cho hẳn vào một u như này đi. Đợi vocal loát cho nó nhanh, cho nó khớp với tiếng kích của clap. Rồi, xong mình nghe lại. Cùng mến nhau mai sau là điều. Nghe vocal vẫn bị chậm, không trùng với tiếng kích clap. Mình bấm vocal, mình lại bấm cái trắng dưới. Mình cho nhỏ vào một u nữa. Nếu mà vẫn chưa hợp thì mình có thể là phóng to nó ra, cho dịch thêm một ô nhỏ này nữa. Mình căn khi nào mà nó cái đôi tai mình cảm nhận làm sao mà từng chữ một nó trôi theo tiếng kích và clap. Vocal vẫn bị chậm, bấm vocal tiếp. Mình cho dịch vào một ô này nữa, đợi vocal loát. Mình nghe tiếp. Vẫn bị chậm, mình cho hẳn lên một ô nữa. Đợi nó loát tiếp. Xong mình nghe tiếp. Nó lại bị nhanh rồi, nhanh quá đúng không? Mình bấm vocal. Mình cho dịch ngược lại nha. Mình bấm dấu trắng dưới, mình quay ngược lại. Mình kéo ngược lại như này này. Đấy. Để cho nó chậm lại vocal, không nó lại hát nhanh rồi. Đợi nó loát á. Đấy, nó vẫn bị chậm quá. Thì mình lại bấm vào vocal, mình phóng to ra, mình bấm trắng dưới, mình lại vuốt về đằng này để cho nó nhanh. Đấy, một ô nhỏ để cho nó nhanh. Vuốt về đằng này là nhanh, vuốt ngược lại đằng này là chậm lại. Cùng mến nhau mai sau là điều ước muốn lớn nhất. Bàn tay anh đưa ra cùng mến. Nó vẫn bị chậm quá. Mình lại bấm vocal, mình lại bấm vào trắng này này. Mình cho lại căn cho nó dịch thêm một tí này nữa. Đấy. Đợi vocal loát. Xong mình nghe. Cùng mến nhau mai sau là điều ước mơ lớn nhất. Bàn tay anh đưa ra là nắng đêm lấp lánh. Ngày không gian bao la thuộc về cho riêng anh. Nó lại vẫn bị chậm quá. Mình bấm vocal, lại bấm cái trắng dưới này này. Mình cho nhỏ thêm một tí nữa. Đấy, vuốt thêm một tí nữa để cho nó nhanh, cho nó khớp với tiếng kích và clap nhá. Xong rồi là mình nghe lại. Cùng mến nhau mai sau là điều ước mơ lớn nhất. Nó hơi bị nhanh quá. Mình lại bấm vocal, bấm trắng dưới. Mình lại vuốt ngược về đằng này một tí tí ấy thôi. Để cho nó vừa khớp khớp đi. Lại chậm chậm, chứ đừng nhanh quá. Của mình nó vẫn bị nhanh quá. Mình lại bấm trắng ở đây. Mình lại kéo dịch một tí đi nữa. Kéo ngược lại, đợi cho nó loát tiếp. Để cho hát chậm lại một tí. Rồi, ok mình nghe lại đã. Rồi mình phóng to ra. Mình đây này, mình phóng to đoạn đầu này. Mình cho dịch lại lên đằng trên này một tí. Mình tìm chữ cùng. Cùng mến nhất. Mình trắng đây, mình cho để gọn mà. Cùng mến nhất, cùng mến nhất. Nhớ là đừng để mất cái chữ cùng nha. Cùng mến nhau mai sau là điều ước mơ lớn nhất. Bàn tay.
Rồi, ok, khi mình nghe lại nha. Nó vẫn bị nhanh nhanh quá thì mình có thể là bấm vào vocal load này. Mình bấm trang dưới nha. Trang dưới này. Không to ra. Trang dưới nha. Mình kéo ngược lại một tí xíu này thôi để cho nó chậm, thật chậm nữa. Đó, nốt đoạn này là thành công rồi đấy. Rồi khi mình nghe lại này. Ok, nghe rất là trôi rồi. Mình bấm vào cái vocal nhá. Mình cây bấm trắng trên này này. Mình vuốt nó hẳn ra ngoài này đi. Đấy. Xong rồi mình giữ ô vuông. Mình copy tất cả các kick này đi. Mình sang dòng kẻ này. Mình dán hết sang đây cho tôi. Đấy. Bấm vào trắng trên. Đo được cái vocal xong rồi mình vuốt hết như thế. Ok, cái đoạn sau nó hơi bị chậm nhá. Rồi, mình copy cái đoạn bên này, mình dán nó sang đây. Xong rồi mình kéo ra đây. Mình lấy cái đoạn hát tiếp theo của đoạn 2 nha, mình cho gần vào đây. Rồi, phóng to ra. Đã từng đúng không? Bấm vào đây. Vocal bên này mình cho dịch vào như này. Bấm vào đây. Còn dấu trắng cho dịch vào như này. Mình nghe cái đoạn là dù hai ta ra đi. Đấy, chữ dù đúng không? Mình bấm trắng ở đây, trắng trên nha. Mình cho gọn vào nhảy đã. Copy cái này. Mình dán sang đây. Mình lại lấy cái chữ dù. Gọn này vào đã. Chữ dù đúng không? Phóng to ra. Cho dịch cái chữ dù vào tiếng kích. Xong mình lại bấm trắng này cho gọn nó vào. Rồi, mình lại vuốt tiếp, hẳn nó ra như này đi. Nó vẫn là cái bên cuối cùng này, dù, chữ dù nó hơi bị nhanh quá. Mình lại bấm trắng này cho to ra. Mình lại cho dịch lại vào như này. Rồi. Rồi, ok, mình nghe lại xem cái đoạn nào nó không khớp mình có thể làm lại nhá. Đoạn này mình thấy nó hơi chậm này. Rồi. Chợt anh như hề qua. Rồi mình lại copy đoạn này. Mình cho sang đây ra, mình tìm chữ chợt anh như hề qua. Chữ chợt à. Rồi mình lại cho lại nó vào đằng trong này đây. Chữ chợt đúng không? Chợt anh như hề qua. Ok, xong cái phần này như thế rồi. Đoạn sau bên này mình sẽ làm xong. Bấm vào vocal. Mình chọn hết đây. Bấm mũi tên đây. Bấm dấu cộng. Bấm multi fx. Mình bấm revolt. Cái revolt này nha. Cho vang vang đi.
ok, xong mình bấm dấu cộng tiếp, mình chọn Meteorbit, xong rồi bấm delay này này, đấy mình để như thế, vang vang một tí đi, xong mình trở ra rồi để cho nó nghe. Ok, như vậy là được. Mình bấm vào cái clap. Mình chỉnh cái clap nhỏ xuống một chút xíu nha. Bởi vì clap to nó sẽ bị đanh. Rồi xong cái phần vocal rồi ấy. Mình vào chôm Google Play nhá. Đấy. Thì mình bấm vào cái chữ cùng, cùng bên nhau mai sau mình bấm vào cái chữ C cho mình nhá. Xong rồi kéo xuống này, có chữ guitar này, đổi sang piano giúp mình. Đây là chữ cùng là chữ C đúng không? Mình chọn là C E G. Mình quay lại FL. Mình bấm dấu cộng. Chọn Didway Sampler, chữ Didway Sampler. Mình chọn cây ban. Đó là Claude Grand. Đấy, nghe như vậy nha. Xong rồi mình chỗ C5 này, mình viết từ C4 này cho mình. C E G là G. Rồi, mình vào dấu X. Mình kéo ra ngoài, bấm một cái xanh xanh này, có trắng đây, vuốt nó ra như này. Mình di chuyển đến cái chữ cùng cho mình. Rồi, mình bấm edit. Mình cho dịch hẳn ra đây. Kéo hẳn tiếp, cái bài này là âm nó dài. Rồi, lại đến chữ bàn đúng không? Bàn là chữ G. Cùng với nhau mãi sau là điểm nó nhất. Thì là mình viết xong CG rồi. Mình bấm chữ G đây. Bàn đúng không? Bàn là chữ G. Là G, B, D. G, G, B, D. Rồi lại đến chữ này. Này, này là chữ AM. Mình bấm vào chữ AM. Mình chọn là A, C, E. Này là A, C, E. A, C, E. A, C, E nha. Xong rồi lại đến chữ cho tình yêu đúng không? Cho là chữ F. Bấm chữ F. F, A, C. F, A, C. Ok, xong mình bấm dấu X. Đấy, như phần hợp âm như là đến đoạn này là xong phần âm đoạn này rồi. Mình bấm cây đàn. Mình chọn cái mũi tên đây. Xong rồi mình bấm cái chỗ này. Mình điều chỉnh cây đàn cho nó hợp với vocal nhá. Đến đoạn đã từng, mình lại bấm cái cây đàn đây, mình có trắng trắng đây, mình kéo hẳn ra như này. Rồi mình bấm cây đàn, bấm edit. Rồi mình quay lại kia, xem đoạn 2 là gì, đã từng đúng không? Thì là C, E, G, E, F. Cái phần trên này cũng giống phần này, nên là không phải viết gì nữa. Rồi mình chỉ cần vuốt ra như thế là xong. Là xong cả cái đoạn này luôn rồi. Như vậy là xong. Ok, như vậy là xong đoạn này rồi. Mình bấm vào cái đàn, mình bấm copy. Mình bấm dấu cộng. Xong rồi mình chọn Didway Sampler. Mình chọn My File, mình chọn cái mục Sampler. Mình vừa tải, mình nó có tên là chữ là Puka. Chọn. Rồi, X. Mình X tiếp. Mình giữ màn hình, dán nó xuống đây.
Ok. Tạm thời tắt cây đàn nhé. Đấy, nghe nó như vậy. Mình bấm vào cái Puka, bấm Edit. Cho là nó như này đúng không? Không giữ màn hình, ô vuông. Kéo nó như này. Xong rồi là có trắng ở trên này. Cho nhỏ vào một ô như này cho tôi. Phóng to ra đã. Cho nhỏ ô nữa. Xong rồi cho dịch ra một ô. Nhìn là sai rồi. Ô vuông. Xong rồi đây. Mình chỉ cách nó là cho nhỏ một ô nữa đi. Một tí xíu một ô, nếu một ô nhỏ này thôi. Rồi. Còn là cho dịch rồi nhá. Cho dịch ở đây. Đấy. Cho dịch nó chỉ nó cách một ô rồi thôi. Đấy. Sau đó là mình lại thu nhỏ lại. Giữa này copy tất cả này. Mình lại dán tiếp. Lại sang đây cách một ô. Mình dán tiếp này. Đấy. Nhìn nó như thế. Nghe nó như này nhá. Đấy. Xong mình lại dán tiếp. Rồi, mình dán tiếp. Rồi, nghe như này nhá. Đấy, được rồi. Xong rồi mình giữ màn hình ô vuông. Copy tất cả cái này luôn. Rồi, mình lại cách một ô, mình dán như thế. Dán đúng như thế này nha, nhìn nó như này này. Đấy. Nghe như này. Như vậy là xong phần Puka luôn. Mình bấm vào cái mũi tên này này. Mình chỉnh cái Puka làm sao cho nó hợp đi. Mình bật cây đàn em nghe thử đã cho nó khớp rồi. Ok, như thế là được. Rồi, mình bấm vào cây đàn, copy. Mình bấm vào cộng, Dit Way Sampler. Chọn đến cái mục tên là All Chain gì này. Chọn tiếng này. Đấy, click tiếp, mình dán nó xuống đây. Xong rồi mình điều chỉnh. Tất cả đều là 14 hết. Này 14 này. Này 14 này, này 14 này. Rồi. Mình giảm nhỏ tiếng choi này xuống cho mình. Ok. Mình bấm đây, bấm dấu cộng, chọn multi webix, mình bấm vọt, xong rồi cái này cũng cho tất cả đi vọt cho mình. Đấy. Nghe. Sau đó là quay lại Google Zoom. Mình lấy là chữ cùng đúng không? Là chữ C. Bây giờ mình sẽ viết bass. Mình chọn dấu cộng. Chọn Dit Way Sampler. Wi-Fi mình vào cái bộ sampler mình tải đây. Chọn bass. Chọn bass này nha. Ok, mình sẽ chọn là C4 đi. Vuốt hẳn ra như này. Nghe bass nó sẽ như này nha. Đấy, xong mình bấm cho nó ra chữ cùng. Đấy, cho ra như này.
Rồi. Mình xem chữ bàn, bàn là chữ G. Chữ cùng vừa nãy mình viết rồi. Đấy. Mình copy dán nốt này đi, nghe đã. Xong rồi chữ bàn đúng không? Bàn là chữ G. Rồi, dán tiếp nghe như vậy ạ. Rồi lại chữ này. Này là chữ A. Mình lại copy cái này đi. Mình sẽ dán sang chữ A. Này à. Xong rồi lại đến chữ cho tình yêu đúng không? Cho tình yêu trăm năm nở hoa là chữ F. Rồi, mình dán xuống chữ F. Đấy, chữ F đây. Dán xuống đây. Rồi, như vậy là xong. Xong cả hợp âm ở bát luôn. Này vuốt bát, hợp âm nó giống nhau. Đoạn sau, tổng tất cả đây là đều giống nhau hết. Như vậy. Rồi, mình điều chỉnh cái bát. Bấm vào cái bát, xong mình có mũi tên đây. Mình điều chỉnh nó đi. Nghe rất là trôi. Mình giảm nhỏ cái bát xuống. Sau đó là mình điều chỉnh cho nó ấy thôi. Mình xóa một cái kick này đi. Xóa hai clap này đi. Đấy. Mình tự nghiên cứu thêm giai điệu. Mình nghe thử á. Xóa hai clap ở dưới này đi. Đi. Vâng đồ cậu, audio clip, my file, mirror room. Chọn là bộ sampler, mình chọn một cái này. Xem có tiếng gì hợp, mình chọn. Nên chọn cái này. Mình cho vào đây. Xong rồi mình bấm vào nó, có trắng ở đây. Trắng dưới nhá. Mình vuốt hẳn ra cho hẳn dòng kẻ nhà, nghe nhà nha. Rồi, mình giảm nhỏ xuống một chút. Xong rồi mình bấm vào nó, mình bấm mũi tên đây. Xong mình bấm kêu cộng Multi FX. Rồi mình để cho nó vang. Rồi ok, mình để mình cộng thêm, mình chọn thêm một cái Multi FX. Mình chọn Devolve cho vang vang nữa. Rồi mình thêm một dấu cộng Audio Clip, My File. Chọn đến cái mục Mirror Room. Mình chọn thêm một cái Fill vào đi. Xem có cái gì hay. Đấy, mình sẽ chọn tiếng này. Cho vào như này rồi. Mình nghe thử. Mình giảm. Mình bấm vào cái này. Mình nghe làm sao mình điều chỉnh cho thấp thấp. Nghe nó khớp. Mình thấy cái này nó ấy nhỉ. Rồi vậy đi. Mình sẽ di chuyển nó sang đến cái phần ô này đi. Đấy, mình để vào như này. Cái tiếng này mình thấy nó đéo không? Mình xóa đi. Mình thích cái tiếng khác hơn. Ok, chọn lại cái feel khác. Ok, chọn mẹ tiếng này đi. Di chuyển này ra đây. Rồi, các anh em bấm trắng dưới này. Cho nó vào dòng kẻ như này thì nó mới khớp. Cái này mình hợp với tiếng đầu hơn. Rồi, mình vào dấu cộng tiếp. Chọn tiếng gió đi.
Xem có chọn ở phần view rồi này. Ok, mình sẽ di chuyển cái này. Đấy, thêm là cái gió mình cho ở phần cuối. Mình chọn cái trang dưới để cho gọn vào như này nha. Ok, mình bấm để cho nó chọn thêm một tí web big, chọn default. Ok, sẽ bổ sung thêm cái bài hát này, mình sẽ chọn thêm một cái gì hay hay nữa đi. Cái này mình sẽ nghe bộ phần này hợp hơn này. Ok, rồi tạm thời là như thế đi. Sẽ thêm cái gì nữa nhỉ? Cộng đi, sẽ thêm một cái nghe nó hay hay, thêm nốt. Muốn bổ sung thêm bài hát thì cứ thêm thôi. Mình đang xem có gì hay hay thì mình nhớ nhá. Chọn tiếng Anh nào. Ok, sẽ cho nó ra đây. Nó bị dư ra như này. Mình sẽ bấm vào nó, chọn trắng ở đây. Cho gọn nó vào dòng kẻ. Cao quá thì mình chỉnh nó thấp xuống. Đây mình lại cho để vang vang tiếp. Rồi mình chỉnh cho nó nhỏ xuống cái này đi, cho nó do đôi tai. Ok, rồi tiếp theo đến cái phần mà cảm âm đi. Cái phần sau anh em tự làm, cứ viết như thế cho mình là được, xem cái hợp âm như thế nào, F, G, A gì đấy cứ biết. Mình sẽ bây giờ mình cái phần cảm âm. Cảm âm là ai? Mary ấy. Ok, cùng bên nhau mai sau đúng không? Sòn đô 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 đô. Ok, sòn đô 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 là cùng bên nhau mai sau. Mình sẽ bấm dấu cộng, chọn Discway Sampler, chọn My File, mình chọn vào Middle Room, chọn cái bộ Sampler của mình ấy. Mình chọn đàn tranh này, sòn đúng không? Sòn. Mình sẽ chọn ở dưới này. Đô, đô. Ok, tạm thời như thế đã. Mình cho dịch nó ra. Mình tìm chữ cùng đúng không? Chữ cùng là chữ sòn nè. Cùng bên là sòn đô. Cùng bên nhau mai sau, sòn đô 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 đô. Đấy, như này là xong. Cái là cùng bên nhau mai sau. Xong rồi là điều. Mình xem nào, sòn đô đô đô. Là điều là sòn sòn. Mình xem chỗ này là đúng không? Là chữ sòn. Là sòn sòn. Là điều. Mi 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 mi. Đấy. Rồi. Rồi mình vuốt lại như này. Mình để như thế đi. Rồi là xong cái cùng với nhau mai sau là điều ước muốn lớn nhất. Rồi
Xong rồi lại đến chỗ là bàn tay anh đưa ra, sòn si 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 si. Bàn là chữ sòn à. Bàn. Bàn tay là sòn si. Bàn tay anh đưa ra là sòn si si si. Sòn sòn dê 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 dê. Tựa là sòn sòn. Dê 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 dê. Rồi. Rồi, mình xong rồi xem đoạn sau. Cái gì nữa? Lấp lánh này không gian bao ra, bao la là đu 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 đu. Này không gian bao la. Là đu 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 đu. Này không gian. Là đu đu đu, này không gian bao la. Thuộc về cho riêng ai ta. Là đu đu đu, là đu 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 đu. Thuộc về là. Xong rồi cho tình yêu đúng không? Pha mì đô cho tình yêu. Cho tình yêu là pha mì pha. Cho tình yêu là pha là ép à. Pha. Pha mì pha, cho tình yêu là pha mì pha. Đô đô xì đô. Pha mì pha đô xì đô. La son pha mì. Biết bao là la son. La son pha mì đúng không nhỉ? La son giấc mơ ngọt ngào. La son pha mì. Rồi cái đoạn sau thì các ông tự viết nhá. Rồi, mình chỉ viết đến đây thôi, còn đoạn sau tự viết nhá. Rồi, mình điều chỉnh cái cây đàn. Bấm vào đấy, xong rồi chỉnh. Rồi, mình bấm vào đây. Mình chọn Multi Epic cho vang vang. Chọn cộng thêm. Mình sẽ chọn cho vang vang một tí nữa. Xong rồi mình cho nhỏ cái đàn đi. Vậy là xong. Rồi, cái đoạn sau bổ sung gì thì bổ sung nhá. Còn bây giờ mình sẽ viết đến đây thôi. Cái đoạn sau thì cứ viết như thế thôi. Hợp âm nào hay như thế nào, cảm âm như thế nào thì tự viết. Rồi, bây giờ nghe. Xong, vậy là xong. Ok, bye bye anh em nhé.